xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến xin thông báo một chút xíu về cái việc mà mình phát quà được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con những cái phần quà trong mùa dịch. Dạ thì mấy hôm trước là Yến cũng đã làm video và phát được hai đợt quà cho bà con, nhưng mà Yến cũng đã mua đồ thêm để chuẩn bị đi phát tiếp. Nhưng mà mấy ngày trước là coi như chuẩn bị đi thì bắt đầu Sóc Trăng tự nhiên có những cái ca bệnh bùng dịch lên và nó lây lan nhiều, cho nên là không có, bây giờ hiện tại là người ta chưa kiểm soát được, cho nên người ta bắt mình phải dừng lại, không có cho mình phát. Dạ thì Yến phải chờ đợi. Dạ lúc trước Yến có thông báo là trong Sóc Trăng, trong thành phố Sóc Trăng thì không có ca dịch nào hết, cho nên nó là hai đợt trước là mình được phát ngay tại trong thành phố Sóc Trăng luôn. Nhưng mà cái Yến cũng định đi phát tiếp, nhưng mà bị cái là trong thành phố Sóc Trăng bắt đầu đã có những cái ca dịch đầu tiên, và cũng có ca từ ở bệnh viện nữa, cho nên nó là người ta kiểm soát chưa có được. Bây giờ phải đợi mà khi nào kiểm soát được an toàn rồi thì người ta mới cho mình phép đi phát. Và đáng lẽ ra thì trong cái tuần này là Yến sẽ đi phát ở huyện, tại vì cũng đã xin phép được rồi, mà huyện mà Yến đã xin phép được phát là huyện Châu Thành đầu tiên luôn. Nhưng mà đùng một cái là bây giờ ở bên Châu Thành vừa mới bùng phát lên ca bệnh, và nguyên một cái ngay cái chỗ mà chợ Châu Thành đó, thì cái chỗ đó bây giờ đã đang phong tỏa giăng dây lại luôn, không thể nào đi lại đó phát được cô chú anh chị. Cho nên cái việc phát quà ở dưới huyện cũng phải dừng lại. Thì Yến cũng đã xin phép rất là nhiều nơi, kêu xin phép các hội, các địa phương để mà xin đi phát, thì bây giờ người ta cũng chưa dám cho mình đi tới đi lui để phát nữa. Thì người ta có hẹn Yến là đợi một tuần, một tuần nếu mà kiểm soát được dịch rồi thì mình sẽ đi phát, cho nên là Yến sẽ chờ đợi một tuần. Thì trong cái thời gian này là Yến trước đó cũng đã mua quà rồi, thì hôm nay thì Yến muốn thông báo một chút xíu về cái phần quà mà Yến đã mua và số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Do những cái phần quà này là được các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ rất là ý nghĩa, cho nên là bản thân Yến trước giờ là Yến phát quà hay là làm bất cứ công việc gì thì Yến cũng rất là muốn là từng cái phần quà là đều được là Yến sẽ trao tận tay, chính Yến là trao tận tay đến cái người được giúp. Cho nên là lần này cũng vậy, Yến sẽ cố gắng xin phép để được phát quà, để được trao tận tay. Và Yến sẽ xin mình cái hình thức mình phát ra nó sẽ không có đi được tận nhà, nhưng mà mình sẽ xin địa phương để cho mình phát sao mà phần quà của mình vẫn được đến tận tay. Và Yến sẽ là chính là cái người mà trao quà cho bà con luôn, thay mặt cô chú Mạnh Thường Quân. Và hôm nay thì Yến xin thông báo về cái phần quà. Thì do là Yến mua trước một số, là do hiện tại là nhất là về cái phần mì với cá mòi là mình hàng bây giờ là rất là khó để kiếm, cho nên là cũng may là Yến cũng đã mua được một mớ để dành. Thì khi mà được phát là Yến sẽ đi phát ngay, mình có quà để mình phát liền ngay luôn. Dạ thứ nhất là về phần mì gói. Dạ mì gói này nó thì đợt trước mình phát thì Yến thông báo giá một thùng là 63.000 đồng, nhưng mà đợt này thì mấy cái chỗ bán mì người ta đã lên giá, thì một thùng bây giờ là lên 68.000 rồi cô chú anh chị, lên 5.000 một thùng, 68.000. Dạ thì Yến cũng có tìm hiểu, thật ra giá này là vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với những cái địa phương khác mua trong cái thời điểm này, mì rất là mắc cô chú anh chị. Dạ cái đó là về phần cá mòi. Cá mòi là đóng cái thùng này. Hiện tại thì Yến cũng mua được là 100 phần cá mòi, thì mỗi một phần như cũng như lần trước thì mỗi một phần là một lóc cá mòi là 10 lon cá mòi. Thì hôm trước là cá mòi của mình là mua một lóc là 75.000 đồng, thì đợt này mình mua một lóc là 80.000 đồng, cũng là lên giá 5.000 luôn cô chú anh chị. Một lóc cá mòi 10 hộp là 80.000 đồng. Dạ còn về phần gạo thì Yến cũng như gạo hôm trước Yến mua là cũng 12.000 một ký, thì một phần quà của mình là 120.000 là 10 ký gạo. Dạ kế đó là lạp xưởng. Lạp xưởng thì Yến cũng đóng thùng để sẵn đây nè, thì bây giờ Yến cũng chưa có dám khui, thì đợi tới khi nào mà phát quà được thì Yến cũng sẽ công bố lại rõ ràng về cái phần quà cho cô chú anh chị biết. Thì lúc đó Yến sẽ mở cái thùng này ra để cho cô chú anh chị thấy trước khi mà Yến đi phát quà luôn. Dạ thì mì á, là Yến mua được
200 thùng của chú anh chị. Ở đây Yến để 100 thùng, ở trong Yến có gửi nhà của cô tập quá gửi thêm 100 thùng nữa là Yến mua được 200 thùng. Là Yến mua thủ sẵn thôi. Và về phần trứng thì đáng lẽ ban đầu là Yến đã tính là đi phát luôn rồi, cho nên Yến cũng đã mua trứng sẵn luôn. Nhưng mà do là bây giờ dịch là người ta bùng lại cho nên người ta kêu là tạm dừng. Thì trứng mình không có để lâu quá được, cho nên là hiện tại là cái trứng thì Yến đã nhờ người quen là người ta đi bán lại cho mấy cái người mà người ta bán trứng hoặc là sử dụng trứng, thì bây giờ đã bán lại, bây giờ đang bán từ từ. Hôm trước là đã vô sẵn cái bịch vậy luôn nè cô chú anh chị, vô cái bịch mà đựng bằng cái gom nè đó, mỗi phần quà là đã vô sẵn như vậy luôn, là tính là đi phát rồi, nhưng mà bây giờ là không phát được thì sợ là để lâu quá cái trứng nó sẽ bị hư. Cho nên là bây giờ là tạm thời là Yến không có giữ lại phần trứng mà sẽ nhờ người quen đi bán lại cái phần trứng luôn. Thì mình sẽ tới khi mà phát thì Yến sẽ mua lại cái phần trứng mới. Trứng thì mình mua cũng dễ, cái giá trứng thì nó cũng không có tăng nhiều. Dạ. Thì tới lúc đó thì Yến sẽ công bố kỹ lại về cái phần quà của mình. Hôm nay thì Yến chỉ thông báo là Yến đã mua được một mớ đồ để dự trữ thôi. Dự trữ này là khi mà có được phát thì Yến sẽ đi phát ngay luôn cho bà con. Dạ. Lạp xưởng nãy Yến quên nói là mỗi phần lạp xưởng thì cũng như giá cũ là một bịch nửa ký là 85.000 đồng. Dạ. Ở trong đây thì Yến mua sẵn được 100 bịch rồi. 100 bịch thì Yến cũng để dành đây, tới khi mà phát được là Yến sẽ đi phát. Cái khó nhất ở đây là cái mì gói với cái cá mòi này là khó tìm nguồn hàng nhất. Cho nên là cái cá mòi này nếu mà còn mua được tiếp thì Yến vẫn sẽ đi mua thêm để dành. Tại vì cái này khó mua lắm cô chú anh chị, và đặc biệt là mì nữa. Mì bây giờ là mua cái giá rất là cao luôn mà cũng chưa có. Mì này là Yến đã mua được trước đây, trước mấy ngày là chuẩn bị đi phát rồi đó. Nhưng mà người ta tăng lên 5.000. Dạ. Và Yến cũng xin thông báo về cái số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Trong những ngày qua thì Yến cũng rất là xin lỗi các cô chú Mạnh Thường Quân là Yến đã thông báo là được phát quà. Thì Yến cũng có nói với cô chú Mạnh Thường Quân thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng đã gửi tiền về cho Yến. Nhưng mà tới khi mà Yến chuẩn bị phát thì bây giờ là bị người ta đình lại cho nên là chưa phát được. Nhưng mà Yến chắc chắn sẽ phát cô chú anh chị để cho bà con có được những cái phần quà mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Cho nên là Yến sẽ thủ sẵn đồ từng ngày hết, cứ mà được phát là Yến sẽ đi phát ngay. Yeah. Từ hôm bữa tới giờ Yến có nhận được thêm những cái số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thì trong đó bao gồm gia đình Trần Hồng và Karen Tăng ở Boston, Mỹ gửi tặng 2 triệu đồng. Chú Tuấn Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.294.000 đồng. Anh Nguyệt Chị Cầm ở Mỹ gửi tặng 500 đô Mỹ tương ứng 11.455.000 đồng. Chú Khén Cô Mai ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.291.000 đồng. Chú Đức Sen và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 2 triệu đồng. Anh Peter Giang ở Canada gửi tặng 2 triệu đồng. Gia đình Bác Phổ Chi và gia đình anh chị Liên Nguyên, gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 5 triệu đồng. Các cô chú Tinh Lành Nguồn Phước tại Sydney, Úc gửi tặng 10 triệu đồng. Con ông Thái Lình và bà Tăng Huê ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 6.882.000 đồng. Cô chú Thủy Hùng ở bên Canada gửi tặng 500 Canada tương ứng 9.200.000 đồng. Gia đình Huy Celia và Thiệu Khương ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.840.000 đồng. Gia đình Hào, Kim và Tuệ Nghi ở Canada gửi tặng 300 Canada tương ứng 5.520.000 đồng. Gia đình Hiển và Đông Phương ở Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3.680.000 đồng. Cô Khu Bạch Yến ở Mỹ gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.840.000 đồng. Gia đình cô chú Hậu Tuyết ở Canada gửi tặng 300 Canada tương ứng 5.520.000 đồng. Anh Trịnh Cao Tính ở Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3.680.000 đồng. Anh chị Thiện Tính Mỹ Phượng ở Paris, Pháp gửi tặng 1 triệu đồng. Cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 10 triệu đồng. Cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng. Chú Trần Xuân Bảo ở bên Nhật gửi tặng 8.600.000 đồng. Mạnh Thường Quân, Khu Minh Diệu và Khu Brian ở Úc gửi tặng 250 đô Úc tương ứng 4.200.000 đồng. Chú Hổ ở bên Cali, Mỹ gửi tặng 2.286.000 đồng. Thầy Chân Pháp gửi tặng 5 triệu đồng. Bác Nhân Hoàng ở Mỹ gửi tặng 6.885.000 đồng. Cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên ở Florida, Mỹ gửi tặng 11.410.000 đồng. Anh chị Sĩ Oanh ở Mỹ gửi tặng 4.564.000 đồng. Cô chú Đình Chiến ở Mỹ gửi tặng 4.564.000 đồng.
Cô Chiêu và cô Lưu Ngọc Hoa ở bên Úc gửi tặng 3 triệu 386 ngàn đồng. Anh Lộc ở Mỹ gửi tặng 4 triệu 514 ngàn đồng. Hai chị Bưởi ở Arizona, Mỹ gửi tặng 20 triệu 586 ngàn đồng. Cô chú Diệp Thế Minh ở Oregon, Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ, tương ứng 4 triệu 588 ngàn đồng. Chị Liều Thanh Nguyệt ở Canada gửi tặng 9 triệu 075 ngàn đồng. Tổng số tiền nhận được là 167 triệu 360 ngàn đồng. Ngoài ra thì Yến còn nhận được số tiền của cô Kiều Lê ở Mỹ, cô có gửi tặng là 50 triệu 100 ngàn đồng. Thì cô có gửi tặng cái phần riêng của cô là 100 phần quà, mỗi phần quà 501 ngàn. Hoặc nếu phần quà mà khi mà mình tới lúc Yến phát mà có hơn thì cô cũng sẽ giúp đỡ đúng hơn 100 phần. Dạ. Và có chị Thu Nga, shop Trường Hưng thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 5 triệu 001 ngàn đồng. Thì số tiền này là chị có giúp đỡ là cho mỗi phần quà thêm mỗi hộ gia đình là cho thêm 100 ngàn đồng. Thì số tiền này cũng sẽ chia ra lúc mà Yến đi phát quà thêm. Dạ. Thì trong cái phần danh sách Yến đọc này thì có một số mệnh giá tiền ngoại tệ. Thì Yến đọc mỗi cái 100 đô hay là mỗi 100 đô Mỹ, 100 đô K, 100 đô Úc thì nó khác nhau. Thì do là hiện tại là dịch bệnh cho nên là những cái chỗ mà bây giờ giao tiền đến nhà hoặc là giao tiền chuyển khoản thì toàn bộ là đều bằng tiền Việt hết cô chú anh chị. Cho nên khi mà Yến nhận thì số tiền Việt Yến nhận bao nhiêu thì Yến cũng thông báo rõ bằng cái số tiền này luôn. Cho nên là nó sẽ có sự chênh lệch thì do là giá người ta giao chính xác, hiện đọc chính xác như vậy. Dạ. Yến xin thay mặt các bà con đang gặp khó khăn xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ những cái số tiền này để giúp đỡ cho bà con có những cái phần quà. Dạ. Thì Yến cũng rất là mong là Yến sẽ nhanh chóng phát được đến cho bà con. Mấy ngày nay Yến rất là buồn tại vì ngồi ở nhà mà có rất là nhiều người ta liên hệ cho Yến nói là rất là cần sự giúp đỡ, nhưng mà Yến thật sự rất là nóng ruột nóng gan luôn cô chú anh chị, ngồi ở trong nhà mà không có làm gì được hết, mà không có đi được. Yến cố gắng đã xin phép rất là nhiều nơi để mà cho mình đi phát, nhưng mà dịch bệnh thì người ta không có cho đi, người ta sợ là lây lan tùm lum. Và thì Yến hy vọng là dịch bệnh ở Sóc Trăng sẽ kiểm soát được để mà Yến có thể đi phát quà. Và có một chuyện nữa Yến cũng xin thông báo với cô chú anh chị về cái phần mà của chị Ni, hoàn cảnh mà trước đây mình giúp mà chị Ni mà đi bắt càng còng ở Vĩnh Châu của Sóc Trăng. Thì như hôm trước Yến cũng có thông báo là bên nhà của chị Ni là mình chuẩn bị xây, thì bây giờ là do dịch bệnh không có xây được, thì nhà chị bây giờ là ở dưới là dựng chòi để ở. Thì Yến mấy hôm trước Yến không có liên lạc được với ở dưới, tại vì Yến có thông báo là Vĩnh Châu là cái vùng mà bị số ca bệnh nó là nhiều nhất của Sóc Trăng, cho nên không có liên lạc được với chị ở dưới. Thì bây giờ Yến đã liên lạc được với chị rồi, và Yến cũng có nhờ người là gửi đến cho chị trước số tiền 4 triệu đồng trong số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì Yến đã trích trước ra 4 triệu để gửi cho chị, giúp đỡ cho chị trang trải trong cái thời gian này. Hiện tại là do ở dưới dịch bệnh cho nên là chồng chị không đi làm được, còn chị là cũng không có đi bán càng còng gì được hết, cho nên là gia đình cũng đang khó khăn. Thì Yến đã gửi trước số tiền 4 triệu để cho chị có tiền mua đồ ăn, thuốc uống, đồ cho gia đình, cho con cái gia đình vậy nữa. Và cái phần tiền của chị Yến chích ra thì Yến sẽ công bố rõ ràng khi mà hết dịch, Yến sẽ quay trở xuống về cái phần xây nhà và không báo lại lần nữa cho cô chú anh chị biết. Và một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.